Xin trân trọng giới thiệu một bác đại diện cho phái đoàn Hòa Nhà Trai có lời phát biểu. Vâng, thành xin mời bác. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể bà con hai hở, kính thưa toàn thể hội hôn, trải qua quá trình hai cháu Đồng và Lệ tìm hiểu nhau, bây giờ đường đất xa xôi được sự ưu ái của gia đình Hòa Nhà Gái cho phép gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi làm cái thủ tục ăn hỏi, hỏi cưới, xin dâu. Đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi gồm đầy đủ các thành phần cô dì chú bác, bà con anh em nội ngoại, bạn bè nam nữ thanh niên về tại đây để mà đón cháu về hội trường cưới của nhà trai để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Tôi xin kính chúc tất cả các cụ ông, các cụ bà con anh em nội ngoại cùng toàn thể hội hôn lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn. Để nối tiếp chương trình, vâng, xin trân trọng giới thiệu một bác đại diện cho Hòa Nhà Gái có đôi lời phát biểu. Vâng, xin trân thành kính mời. Kính thưa các vị khách quý hai hội, qua thời gian tìm hiểu của hai cháu Lại và Đọc, được sự thống nhất của hai hội, được sự ủy quyền của Hòa Nhà Gái, tôi xin thay mặt cho gia đình trước hết xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý của hai hội xây chầu xây nước chúc phúc cho các cháu. Và cũng xin được thay lời cho bà công của các cháu, xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà, các cô dì chú bác, anh chị em nam nữ thanh niên, mẹ bạn xa gần của gia đình và của hai cháu đã bớt chút thời gian về đây chúc phúc cho các cháu và chung vui cùng với gia đình. Trước khi cháu Lệ về nhà chồng, cháu cũng nhờ tôi chuyển lời mời của các cháu tới các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè của cháu bớt chút thời gian đưa cháu về nhà chồng và dự buổi hôn lễ của hai cháu tại rạp cưới Hòa Nhà Trai. Xin trân trọng cảm ơn.